Chủ nhân nhà hàng Mary Cà Phê, ông bà Ngọc Hoa dành cho Hội Việt Tộc một buổi tối thứ Bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012 tại thành phố Rock Hill, tiểu bang South Carolina. Tổ chức buổi hội thảo thành lập nhóm bác ái thiện nguyện thuộc hai thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina và Rock Hill, tiểu bang South Carolina đã được anh Hoàng Tịnh, trưởng ban tổ chức cho biết như sau. Có lẽ đó là một sự an bài của Thượng Đế dành cho chúng ta, nơi mà ở vùng Charlotte này chưa có một cái hành động cụ thể để yểm trợ cho những anh em mình. Do đó mà mình nghĩ đến mời một số anh chị em thân hữu để cùng ngồi với nhau qua một bữa cơm thân thiện. Và anh chị em nói rằng, ô, thì anh định cứ việc làm đi, rồi tụi tôi sẽ yểm trợ. Ban tổ chức đã mời được vị sáng lập Hội Việt Tộc, đó là Linh Mục Trần Công Vang, và Ngài đã trình bày giải nghĩa Việt Tộc là gì. Cái chữ Việt nó đẹp lắm. Và mình không muốn cho người ta không biết về cái quê hương của mình. Không muốn cho họ quên cái tên đất nước của chúng ta. Và mình thẳng diện muốn đặt cái tên đó, Việt là Việt Nam, như thế. Tộc nó biểu tượng cho đồng bào dân tộc. Tên Việt, người Việt Nam, dân tộc trên quê hương của mình. Và đó là cái ý nghĩa mà mình muốn chọn. Và nó rất là đơn sơ, nhưng mình nghĩ rằng nó thật thiết tha với con tim của mỗi người chúng ta. Cha đã cho biết lý do đi tìm chiên lạc cũng như cần sự giúp đỡ của mọi người. Anh có nhớ những cái tháng ngày mình ở đây đó, và trước những người trong cộng đồng của mình. Khi mình đến, mình không đến dành riêng chỉ cho người Công giáo Việt Nam, nhưng mình đến với bất cứ một người Việt Nam nào đặt chân trên cái vùng trời tha hương này. Mình nhớ East Crest, mình nhớ Green Oak, bà có nhớ không? Và những tháng ngày đầu tiên của đời tỳ làng, vòng tay của chúng ta đến để ôm ấp cuộc đời của họ, cho họ cảm thấy rằng có những người thân trên vùng trời đất mới. Nhưng khi về lại với Việt Nam sau 4 năm với trại cấm Hồng Kông đó, về chỉ để thăm đất nước của mình một lần nữa sau bao nhiêu năm xa, và cùng với những người thân của mình trong dòng chúa thế, vì mình là một thành viên của dòng, thì một số anh em trong dòng đưa mình lên vùng trời Tây Nguyên, là cái nơi họ phục vụ cả bao nhiêu năm nay. Và mình lên đó thăm các ngài thôi, và các ngài đưa mình vào làng, và khi thấy những cái khó khăn, những cái thách đố và những cái khổ cực của đồng bào của mình trong vùng trời hẹp lánh đó, tự nhiên trong lòng mình nó dậy lên cái câu hỏi với Chúa: tại sao Chúa cho con thấy những người này? Đã thấy mình không có thể nào không có hành động được, nhưng một cái đáp trả. Và từ đó mình tâm nguyện 13 năm rồi. Mọi chi tiết liên lạc và ủng hộ xin gửi về Việt Tộc Foundation, P.O. Box 10061, Silver Spring, MD 20914, hoặc tại Charlotte xin gọi anh Phạm Văn Tuyến, số điện thoại 704-426-9008. Chúng tôi Bùi Văn Bằng và Nguyễn Phụng Xuân tường trình cho đài FPTN tại thành phố Rock Hill, tiểu bang South Carolina.